Kênh Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập đến bất ngờ, tiền bạc ùn ùn đổ về như thác lũ, trúng số đổi đời giàu to, xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử Vi tiết lộ sự thật. Đúng trong tháng 11 âm lịch 2024, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, tổ tiên báo mộng, nổ lộc làm ăn trúng lớn, trúng số bất ngờ, tài khoản nhân lên gấp bội. Hoan hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi. Trước tiên, chúng tôi xin gửi tới quý vị những lời chúc chân thành và ấm áp nhất. Mến chúc quý khán giả luôn ngập tràn hạnh phúc, đón nhận đầy đủ lộc tài và giữ gìn an khang, những bước trên con đường phú quý. Kính thưa quý vị, đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978 thân mến, chúng tôi hiểu rằng mình không phải là thần thánh, không thể ban phát cho quý vị sự giàu sang phú quý. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cùng quý vị nhìn nhận và dự đoán những biến cố, sự kiện có thể xảy đến trong tháng 11 âm lịch 2024, để từ đó giúp quý vị cải vận, thay đổi số mệnh, xóa tan phiền muộn và mở ra những cơ hội mới. Những cơ hội mà chỉ có chính tay quý vị mới có thể nắm bắt và tạo dựng được thành công. Nếu quý vị vẫn còn ở đây cùng chúng tôi, xin hãy đăng ký kênh để cho chúng tôi biết rằng chúng ta đang đồng hành trên con đường này. Quý anh chị tuổi Mậu Ngọ thân mến, đã rất lâu rồi những bước đi của quý vị không gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Nhưng trong tháng 11 âm lịch này, như một làn gió mới tràn đầy hứa hẹn sẽ đến, mang theo sự hanh thông, sự may mắn và những cơ hội đáng giá. Đây là thời điểm vàng để quý vị nắm bắt, chắt chiu từng cơ hội nhỏ, xây dựng lại những thành tựu đã bị lãng quên, để từ đó tự chữa lành vết thương trong lòng, khôi phục lại niềm tin vào bản thân và tiếp tục kiên trì trên con đường tìm kiếm thành công mà quý vị đã luôn kiên định suốt thời gian qua. Hãy nhớ lại lý do tại sao quý vị bắt đầu con đường này và vì sao quý vị đang ở vị trí hiện tại. Những người đã đi qua đời quý vị, dù là yêu thương hay oán ghét, đều là những dấu ấn trong cuộc sống. Mỗi cảm xúc, mỗi nỗi đau, nước mắt hay niềm vui đều là những ngọn lửa nhỏ, thắp sáng ngọn đuốc nhiệt huyết trong lòng quý vị. Hãy coi tất cả những điều ấy là nhiên liệu để tiếp thêm sức mạnh mỗi ngày. Đừng bao giờ để mất đi niềm tin vào chính mình và hãy kiên định bước tiếp, dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu. Dù cuộc đời có thử thách, sóng gió, nhưng chính sự kiên nhẫn, lòng quyết tâm và ý chí dương lên sẽ giúp quý vị vượt qua tất cả. Chúng tôi hy vọng rằng quý anh chị sẽ đón nhận những tháng cuối năm với nhiều điều mới mẻ, thuận lợi và may mắn. Hãy tận dụng hết khả năng của bản thân, hãy nắm bắt mọi cơ hội mà cuộc sống mang lại. Cuộc đời mỗi người đều có những định mệnh riêng, nhưng chúng ta ai cũng mong muốn được hiểu rõ về tương lai, về vận hạn, về sự thay đổi trong gia đình, sự nghiệp, tài vận hay tình cảm. Đó là những mong muốn chính đáng và cần thiết. Việc chuẩn bị, hiểu rõ trước về những thử thách và cơ hội sẽ giúp quý vị đón nhận mọi điều với tâm thế vững vàng và tràn đầy hy vọng. Mậu Ngọ không chỉ là người quan sát cuộc sống của mình mà còn là người kiến tạo những tháng ngày sắp tới. Đây chính là thời gian để quý vị chứng minh sự kiên trì, lòng nhiệt huyết và khả năng thay đổi vận mệnh của chính mình. Mặc dù số phận có thể đã an bài, nhưng chính sự nỗ lực và quyết tâm không ngừng nghỉ sẽ là chìa khóa giúp quý vị mở ra cánh cửa của thành công và hạnh phúc. Tổng quan tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tháng 11 âm lịch 2024 mang đến nhiều thay đổi đáng kể cho người tuổi Mậu Ngọ.
Nếu Mậu Ngọ làm việc chăm chỉ sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Dù có những kẻ ghen tị luôn rình rập, nhưng đừng quá lo lắng về điều đó. Công việc của Mậu Ngọ trong tháng 11 âm lịch sẽ có sự tiến bộ so với năm trước. Chỉ cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, Mậu Ngọ sẽ giải quyết mọi vấn đề dễ dàng, thậm chí có thể đưa ra nhiều ý tưởng có ích cho tập thể. Từ đó, Mậu Ngọ sẽ được cấp trên đề bạt, thăng tiến và tăng lương khi thi cử. Nếu tự tin và biết khai thác tối đa ưu điểm của mình, Mậu Ngọ sẽ có thành quả đáng mong chờ. Tuy nhiên, nếu lơ là làm việc, kẻ ghen tị có thể tận dụng để gây rắc rối cho Mậu Ngọ. Tài chính của Mậu Ngọ không có biến động lớn về thu chi, thu nhập, chủ yếu đến từ công việc hiện tại hoặc kinh doanh cá nhân với lượng khách hàng ổn định. Mặc dù cạnh tranh vẫn diễn ra, nhưng với sự kiên trì, Mậu Ngọ sẽ dễ dàng tìm được cách để vượt qua. Tháng 11 âm lịch cũng là thời điểm thích hợp để Mậu Ngọ tích lũy kiến thức và mở rộng quy mô kinh doanh. Trong tháng 11 âm lịch, Mậu Ngọ sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ và kết nối với những người bạn mới. Hãy tự tin và dũng cảm để bày tỏ tình cảm của mình với người mà bạn yêu thương. Bởi vì tình yêu luôn được đền đáp bằng một tình cảm chân thành. Đừng quá lo lắng về việc phải làm những điều lớn lao. Chỉ cần biết trân trọng và chân thành, hạnh phúc sẽ đến với bạn. Về sức khỏe, hãy cẩn thận khi di chuyển xa hoặc làm việc vất vả để tránh những tai nạn không mong muốn. Gia đình có thể đối mặt với những rủi ro. Vì vậy, Mậu Ngọ nên dành thời gian để quan tâm và chăm sóc cho những người thân yêu của mình. Nếu cơ thể có dấu hiệu bất thường, hãy nhanh chóng đi khám và chữa trị để bảo vệ sức khỏe. Sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện chính của cuộc sống trong tháng 11 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp trong tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Công danh sự nghiệp tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Ngọ, những bước tiến quan trọng và thử thách từ chính bản thân. Tháng 11 âm lịch năm 2024 hứa hẹn là một thời điểm quan trọng trong hành trình sự nghiệp của những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Dù vận may có phần hỗ trợ, nhưng thành công thực sự của bạn trong tháng này không chỉ đến từ yếu tố ngẫu nhiên mà còn từ khả năng đối mặt với thử thách, sự chăm chỉ và cách bạn xây dựng các mối quan hệ xã hội. Đây là một khoảng thời gian để bạn chứng minh bản thân, tỏa sáng và đạt được những thành tựu xứng đáng. Những cơ hội mới mở ra cánh cửa thành công. Với sự xuất hiện của các tinh thiên ấn trong tháng này, Mậu Ngọ sẽ có nhiều cơ hội để tỏa sáng nhờ vào trí tuệ sắc bén và tư duy sáng tạo của mình. Những khó khăn và thách thức trước đây sẽ trở thành động lực thúc đẩy bạn vươn lên, mở ra những cơ hội lớn. Đây là thời điểm thích hợp để bạn phát huy hết khả năng sáng tạo, đưa ra những ý tưởng đột phá và áp dụng vào công việc. Đặc biệt, những ý tưởng này không chỉ mang tính đổi mới mà còn có thể giúp bạn cải thiện công việc và đưa bạn gần hơn với những mục tiêu cao cả. Nếu bạn biết tập trung và làm việc hết mình, Mậu Ngọ sẽ không chỉ nâng cao vị thế trong công việc mà còn có thể đạt được những thành tựu vượt bậc, thậm chí có thể trở thành người lãnh đạo, dẫn dắt đội nhóm đi theo một hướng mới, một cách tiếp cận mới đầy sáng tạo và phù hợp với xu thế hiện đại. Sự công nhận đến từ nỗ lực và cần cù. Mậu Ngọ sẽ được công nhận xứng đáng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình. Trong tháng này, những người tuổi Mậu Ngọ sẽ nhận thấy rằng công việc của họ đang dần trở nên thuận lợi và suôn sẻ hơn nhờ vào sự chuyên tâm và kiên trì. Dù công việc có đôi lúc gặp khó khăn, nhưng nhờ vào sự cần cù, bạn sẽ có thể vượt qua mọi thử thách một cách êm đẹp. Mỗi bước tiến mà bạn đạt được đều là kết quả của những giờ làm việc miệt mài và sự chăm chỉ trong suốt thời gian qua. Cơ hội thăng tiến và tăng lương sẽ mở ra khi bạn thực sự nỗ lực và thể hiện bản lĩnh của mình trong công việc. Đây cũng là lúc bạn thấy rõ giá trị bản thân được công nhận nhờ vào những đóng góp và cống hiến không mệt mỏi. Mối quan hệ xã hội, lợi ích từ sự hợp tác và kết nối. Không chỉ sự nghiệp, mà các mối quan hệ xã hội của Mậu Ngọ trong tháng này cũng sẽ phát triển mạnh mẽ. Các tinh phượng các chiếu mệnh mang đến những cuộc gặp gỡ đáng giá với những đồng nghiệp, đối tác và những người có cùng chí hướng. Bạn sẽ được hỗ trợ, giúp đỡ từ những người bạn gặp trong công việc và điều này sẽ giúp bạn vượt qua những thử thách, thậm chí là những lúc khó khăn nhất. Những mối quan hệ này không chỉ tạo điều kiện cho bạn mở rộng tầm ảnh hưởng mà còn giúp bạn cải thiện chất lượng công việc. Những đồng nghiệp tốt bụng, đầy nhiệt huyết sẽ là người đồng hành đáng tin cậy, luôn sẵn sàng đưa ra những lời khuyên chân thành và giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn.
Điều này giúp tạo ra một môi trường làm việc hài hòa và đầy năng lượng tích cực, góp phần tạo nên sự thành công lâu dài trong sự nghiệp của bạn. Những cảnh báo và thử thách từ bản thân, đừng quá tự mãn. Tuy nhiên, với mọi cơ hội thăng tiến, Mậu Ngọ cũng cần cảnh giác với những nguy cơ tiềm ẩn. Dù tháng này mang đến nhiều dấu hiệu tích cực, nhưng có một yếu tố mà bạn không thể bỏ qua, đó là sự nguy hiểm đến từ những cảm xúc tự cao, tự mãn. Khi đạt được những thành công, rất dễ để bạn cảm thấy tự mãn và có thể đánh giá thấp những người xung quanh. Tuy nhiên, đây chính là lúc bạn cần phải thận trọng hơn bao giờ hết. Hung tinh đang nhắc nhở bạn rằng, nếu quá tự hào về những gì đã đạt được, bạn có thể khiến những người khác không hài lòng. Tự cao có thể khiến bạn trở thành mục tiêu của kẻ tiểu nhân, những người sẽ lợi dụng sự kiêu ngạo của bạn để làm suy yếu uy tín, thậm chí là đẩy bạn vào những tình huống khó xử. Điều này có thể khiến bạn mất đi những gì mà bạn đã cố gắng xây dựng bao lâu nay. Cẩn trọng với cách hành xử, tránh sự lợi dụng và mất đi uy tín. Trong tháng 11, bạn cần phải cẩn trọng hơn trong cách hành xử của mình. Sự thận trọng trong lời nói và hành động là vô cùng quan trọng, vì một sai lầm nhỏ cũng có thể bị kẻ tiểu nhân lợi dụng để gây ảnh hưởng đến danh tiếng của bạn. Trong môi trường công sở, sự xuất hiện của những đối thủ tiềm tàng sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, và nếu bạn không giữ được bình tĩnh, bạn có thể đánh mất những cơ hội quý giá. Chính vì vậy, việc giữ cho mình một thái độ khiêm tốn khi nói chuyện và xử lý công việc sẽ giúp bạn tránh được nhiều cạm bẫy. Thời điểm này yêu cầu Mậu Ngọ phải có sự tỉnh táo trong mọi quyết định, vì mỗi hành động và lời nói đều có thể tạo ra những tác động lâu dài. Tóm lại, tháng 11, thời điểm của cơ hội và thử thách. Tháng 11 âm lịch 2024, đối với tuổi Mậu Ngọ, là một thời điểm đầy hứa hẹn và thử thách. Với sự xuất hiện của Thiên Ấn, bạn có cơ hội để thể hiện khả năng sáng tạo và sự thông minh trong công việc. Những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng bằng sự công nhận, thăng tiến và tăng lương. Mối quan hệ xã hội cũng sẽ phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều cơ hội hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải giữ vững sự khiêm tốn, tránh tự cao tự đại và cẩn thận trong cách hành xử để không gặp phải những nguy cơ không đáng có. Thành công sẽ đến với Mậu Ngọ nếu bạn biết cách cân bằng giữa tự tin và thận trọng, đồng thời duy trì những mối quan hệ tốt đẹp và giữ vững lập trường trong công việc. Hãy nắm bắt cơ hội, đừng để sự tự mãn làm lu mờ những gì bạn đã và đang cố gắng đạt được. Tháng 11 này sẽ là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của bạn, nhưng chỉ khi bạn biết cách đối mặt với thử thách và phát huy tối đa khả năng của mình. Xét về phương diện tài lộc trong tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Trong tháng 11 âm lịch năm 2024, vận tài lộc của người tuổi Mậu Ngọ 1978 sẽ có những biến động rõ rệt. Đây là khoảng thời gian đầy thử thách và cơ hội, yêu cầu bạn phải hết sức tập trung và tỉnh táo để không đánh mất những gì đã gây dựng. Tài chính của bạn có thể dao động, và chỉ cần một chút lơ là hay thiếu sự chú ý, tiền bạc có thể tuột khỏi tay nhanh chóng. Chính vì vậy, tháng này, việc duy trì sự nghiêm túc trong công việc sẽ quyết định đến mức độ thành công và sự ổn định tài chính của bạn. Đối với những người làm công ăn lương, tháng 11 là thời điểm lý tưởng để bạn thể hiện khả năng và cống hiến hết mình. Nếu bạn tập trung vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và chứng minh năng lực, chắc chắn sẽ nhận được sự công nhận từ cấp trên. Có thể là một lời khen, một cơ hội thăng tiến, hoặc thậm chí là tăng lương. Điều này không chỉ phản ánh sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn mà còn là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp. Cũng trong tháng này, những ai đang tham gia các kỳ thi tuyển dụng sẽ có cơ hội tìm được công việc phù hợp, nơi bạn có thể phát huy hết khả năng và đạt được những mục tiêu tài chính của mình. Mặc dù tình hình kinh tế chung khá ổn định, bạn không nên kỳ vọng vào việc kiếm được tiền một cách nhanh chóng hay dựa vào may mắn. Tháng này không phải là thời điểm để mạo hiểm với những quyết định tài chính bốc đồng. Mặc dù không phải đối diện với những rủi ro lớn, nhưng điều quan trọng là bạn cần giữ cho cuộc sống tài chính ổn định, cân bằng và không để lòng tham chi phối hành động của mình. Với những ai đang kinh doanh, tháng 11 âm lịch mang lại những tín hiệu khá tích cực. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn mở rộng quy mô kinh doanh một cách thận trọng và vững chắc. Khi đã xây dựng được nền tảng ổn định, khách hàng sẽ tự động tìm đến bạn và thu nhập sẽ tăng trưởng đáng kể. Tuy nhiên, trong quá trình này, bạn cần đặc biệt chú ý đến các đối thủ cạnh tranh.
họ có thể tìm cách phá hoại vị thế của bạn, khiến bạn gặp phải những khó khăn không đáng có. Cần phải tỉnh táo, cảnh giác và không ngừng nỗ lực để bảo vệ những thành quả đã đạt được. Một lời khuyên quan trọng là trong tháng này, bạn nên tránh xa các cuộc tranh cãi hay những xung đột không cần thiết. Mặc dù những mâu thuẫn nhỏ có thể dễ dàng bị bỏ qua, nhưng nếu không cẩn trọng, chúng có thể gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của bạn trong mắt người khác. Hãy để những vấn đề này trôi qua và tập trung vào những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Bằng sự kiên trì và tập trung, bạn sẽ sớm đạt được những thành tựu đáng tự hào. Tháng 11 âm lịch này là thời điểm thử thách nhưng cũng là cơ hội để người tuổi Mậu Ngọ khẳng định mình trong sự nghiệp và tài chính. Dù cuộc sống có những thăng trầm, nếu bạn giữ vững sự tỉnh táo, làm việc chăm chỉ và biết cách đối phó với thử thách, chắc chắn thành công sẽ đến với bạn. Về mặt tình cảm, gia đạo, tháng 11 này mang đến những tín hiệu vô cùng tích cực cho người tuổi Mậu Ngọ, đặc biệt là đối với những ai còn độc thân. Đây là thời điểm mà bạn có thể gặp được người phù hợp, người mà bạn cảm thấy như thể đã quen từ lâu. Như thể bạn và họ đã chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc sâu sắc trong suốt một khoảng thời gian dài. Những cuộc trò chuyện sẽ trôi qua một cách tự nhiên, dễ dàng, không gượng ép. Tuy nhiên, điều quan trọng mà bạn cần ghi nhớ chính là sự thận trọng trong việc chọn lựa đối tượng. Khi nhận được quá nhiều lời mời làm quen, đừng để mình bị cuốn vào những vẻ ngoài hào nhoáng, mà hãy nhìn nhận người khác qua hành động, thái độ và cách họ đối xử với bạn. Sự chân thành, sự thấu hiểu và những giá trị sâu sắc mới là điều quan trọng mà bạn cần tìm kiếm. Với những người đã có gia đình, tháng này có thể sẽ gặp một số thử thách nhỏ trong các mối quan hệ ngoài gia đình. Sự quan tâm từ người khác giới có thể tạo ra những hiểu lầm không mong muốn, nhưng nếu bạn luôn giữ vững tinh thần trung thực, tỉnh táo và kiểm soát tốt cảm xúc, bạn hoàn toàn có thể duy trì sự ổn định trong gia đình. Mọi mối quan hệ, dù là tình bạn hay đối tác công việc, nếu được xây dựng trên nền tảng tôn trọng và sự chuyên nghiệp, sẽ trở thành động lực giúp bạn vươn lên trong sự nghiệp, hỗ trợ bạn đạt được những mục tiêu lớn lao mà không làm ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Về mặt sức khỏe, sức khỏe của người tuổi Ngọ trong tháng 11 này được dự báo khá ổn định và vững vàng. Cảm giác tràn đầy năng lượng sẽ giúp bạn dễ dàng đối mặt với mọi thử thách, dù là trong công việc hay trong cuộc sống. Tháng này, bạn sẽ cảm nhận được sự tự tin và sức mạnh nội tại, giống như một ngọn lửa không bao giờ tắt. Tuy nhiên, dù cơ thể khỏe mạnh, bạn cũng đừng quên việc chăm sóc bản thân một cách toàn diện. Một chế độ ăn uống hợp lý, một lối sống khoa học sẽ là chìa khóa giúp bạn duy trì nguồn năng lượng dồi dào, tránh xa những căng thẳng không cần thiết. Đừng để mình đắm chìm quá lâu vào công việc hay các sở thích cá nhân mà bỏ qua việc nghỉ ngơi và thư giãn. Bên cạnh đó, bạn cũng cần chú ý đến những dấu hiệu nhỏ từ cơ thể. Đôi khi, những cơn đau nhẹ hay sự mệt mỏi không rõ nguyên nhân có thể là lời nhắc nhở của cơ thể về việc cần chăm sóc sức khỏe kịp thời. Hãy theo dõi và điều trị ngay khi có dấu hiệu bất ổn, đừng để bệnh tình kéo dài và ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Điều này không chỉ giúp bạn phục hồi nhanh chóng mà còn giúp bạn tiết kiệm được nhiều chi phí trong quá trình điều trị. Hãy coi sức khỏe là vốn quý nhất và đừng bao giờ lơ là trong việc chăm sóc cơ thể mình, vì chỉ khi khỏe mạnh, bạn mới có thể thực hiện được mọi ước mơ, mục tiêu trong cuộc sống. Vậy, trong từng tuần của tháng 11 âm lịch sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978? Sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tử vi tuần 1 tháng 11 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Bước vào tuần đầu tiên của tháng 11 âm lịch, người tuổi Mậu Ngọ sẽ trải qua một giai đoạn đầy thử thách với vận trình có sự đan xen giữa hung và cát. Đặc biệt, trong chuyện tình cảm, bạn sẽ cảm nhận rõ rệt sự thiếu thốn. Dường như những gì bạn dành cho đối phương chưa bao giờ được đền đáp xứng đáng. Bạn luôn đặt tình cảm vào mối quan hệ, nhưng sự đáp lại lại quá mờ nhạt, khiến tâm hồn cảm thấy trống vắng, thậm chí có chút thất vọng. Tuy nhiên, đừng để điều này khiến bạn mất niềm tin vào tình yêu, bởi những khó khăn này chỉ là tạm thời. Về công việc, bạn sẽ có cơ hội tỏa sáng vào đầu tuần. Sự hỗ trợ của các sao cát sẽ giúp bạn tìm thấy những cơ hội để thể hiện năng lực và khả năng lãnh đạo. Tuy nhiên, càng về cuối tuần, bạn sẽ cảm nhận rõ ràng hơn sự xuất hiện của những kẻ tiểu nhân,
âm thầm tìm cách phá hoại những thành quả bạn đã cố gắng đạt được. Đừng để họ làm bạn chùn bước, bởi may mắn vẫn luôn ở bên bạn. Những cát tinh sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn, giữ vững phong độ và bảo vệ những gì bạn đã xây dựng. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, đừng quá tin vào sự xuôi chiều của vận may, mà luôn cần giữ vững tâm thế cảnh giác, vì kẻ tiểu nhân luôn rình rập. Về tài lộc, tuần này mang đến nhiều cơ hội kiếm tiền, đặc biệt là những người làm kinh doanh. Nếu biết tận dụng thời điểm, bạn sẽ thu về được những khoản lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, sự vội vàng có thể khiến bạn mắc phải sai lầm trong quyết định tài chính, vì vậy hãy suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hành động. Đặc biệt, đừng bỏ qua những cơ hội tốt, nhất là khi thời điểm tháng 11 âm lịch đang mở ra nhiều triển vọng về tài chính. Ngoài ra, trong mối quan hệ gia đình, hãy chú ý đến cách giao tiếp. Khi có sự khác biệt, thay vì giữ im lặng, bạn cần mở lòng để chia sẻ và lắng nghe. Điều này không chỉ giúp xua tan hiểu lầm, mà còn làm gắn kết tình cảm gia đình thêm bền chặt. Quý nhân, Dần, Mùi, tiểu nhân, Dậu, Tý, màu sắc may mắn, xanh da trời, trắng, con số may mắn, 70, 24, 46. Tử vi tuần 2 tháng 11 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Sang tuần thứ 2 của tháng 11 âm lịch, vận trình của tuổi Mậu Ngọ dường như bắt đầu thăng hoa hơn khi các khí dần lấn át đi những bóng đen của vận xui. Trong công việc, bạn sẽ thấy sự tiến triển rõ rệt, khả năng lãnh đạo và sự cống hiến của bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao. Bạn sẽ có những cơ hội thể hiện năng lực và khẳng định bản thân, mở ra những cơ hội mới trong sự nghiệp. Tuy nhiên, đầu tuần sẽ có một vài trở ngại nhỏ về tài chính khi kiếp tài gây ảnh hưởng. Bạn có thể gặp phải tình huống làm tiêu tốn tiền bạc không cần thiết do những quyết định thiếu sáng suốt. Cảm giác khó khăn, lo lắng sẽ xuất hiện, nhưng đừng để chúng làm bạn nản lòng, bởi mọi chuyện sẽ được cải thiện dần dần. Bước vào cuối tuần, tình hình tài chính sẽ có dấu hiệu khởi sắc hơn nếu bạn biết giữ sự bình tĩnh và kiên nhẫn. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm, một thử thách lớn đang chờ đón bạn. Tiểu nhân sẽ tìm cách gieo rắc những lời đồn thổi, tạo ra sự hiểu lầm giữa bạn và người ấy. Lúc này, bạn cần phải vững vàng và giữ vững lòng tin. Đừng để những lời đồn phá hủy mối quan hệ của bạn. Càng dễ dàng bỏ qua những lời này, bạn càng có thể bảo vệ được tình cảm của mình. Một điều quan trọng trong tuần này là bạn nên chú trọng đến việc lắng nghe ý kiến từ những người xung quanh, vì họ có thể giúp bạn nhận ra những điểm yếu mà bạn chưa nhận ra. Điều này không chỉ giúp bạn cải thiện bản thân, mà còn tạo cơ hội để bạn phát triển trong công việc. Về vận may, nếu có kế hoạch đi xa, bạn nên chọn hướng Tây Bắc hoặc Tây Nam. Đây là hai hướng mang lại nhiều may mắn và thuận lợi cho công việc của bạn, giúp bạn có được những bước tiến mới trong sự nghiệp và tài chính. Quý nhân, Tuất, Dần, tiểu nhân, Thìn, Sửu, màu sắc may mắn, đen, xám, con số may mắn, 24, 68, 73. Tử vi tuần 3 tháng 11 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Trong tuần thứ 3 của tháng 11 âm lịch, người tuổi Mậu Ngọ sẽ bước vào một giai đoạn khá suôn sẻ nếu có thể vượt qua những rắc rối nhỏ do ảnh hưởng của âm sắc hung tinh. Dù gặp phải những suy nghĩ diễn dông, bạn vẫn sẽ có cơ hội tạo dựng thành công trong công việc nếu tập trung vào những mục tiêu chính. Các cát tinh như Ấn Quang và Thiên Ấn sẽ là nguồn lực mạnh mẽ, giúp bạn dễ dàng vượt qua những thử thách trong công việc, đồng thời giành được những thành quả xứng đáng với những gì bạn đã cố gắng. Đây cũng là thời điểm tốt cho những ai làm công ăn lương. Bạn sẽ có cơ hội thể hiện khả năng của mình và nhận được sự ghi nhận từ cấp trên. Tuy nhiên, đừng để sự tự mãn dẫn đến chủ quan, vì kiếp tài vẫn đang lặng lẽ theo dõi và có thể khiến bạn mất đi những gì mình đang có. Vì vậy, hãy giữ vững tinh thần, không để thành công quá sớm khiến bạn ngủ quên trong chiến thắng. Tài lộc của bạn có sự thăng tiến đáng kể trong tuần này, nhưng cần lưu ý đừng quá tin tưởng vào những lời khuyên của người khác. Bạn nên tự mình đưa ra quyết định để bảo vệ tài chính cá nhân. Sức khỏe cũng là yếu tố cần được quan tâm, đặc biệt là khi hỏa dưỡng có thể gây ra tình trạng nóng trong người. Hãy chú ý đến chế độ ăn uống và tăng cường luyện tập thể dục thể thao để giữ cơ thể khỏe mạnh. Quý nhân, Tuất, Mùi, tiểu nhân, Dậu, Mão, màu sắc may mắn, vàng, nâu, con số may mắn, 60, 14, 22.
Cuối cùng là Tử Vi tuần 4 tháng 11 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tuần cuối cùng của tháng 11 âm lịch đem lại một khởi đầu rực rỡ cho tuổi Mậu Ngọ, đặc biệt là khi sao Thái Dương chiếu mệnh, mang đến những cơn sóng gió thành công và hạnh phúc. Đây là thời điểm bạn sẽ cảm nhận rõ rệt sự thăng hoa trong công việc, cũng như trong các mối quan hệ xã hội. Với sự tự tin và năng lực vượt trội, bạn không ngần ngại thể hiện khả năng sáng tạo và khẳng định bản thân. Tuy bạn không thích phô trương, nhưng những hành động của bạn sẽ đủ để người khác nhận ra giá trị thực sự của mình. Về tài chính, tuần này bạn sẽ nhận được một nguồn thu ổn định và dồi dào từ nhiều nguồn, cả công việc chính và phụ. Bạn sẽ cảm nhận rõ rệt sự cải thiện về tài lộc, giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Những người làm kinh doanh hay tự do cũng sẽ gặp may mắn nhờ vào mối quan hệ tốt với đối tác và khách hàng. Nhân duyên cũng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là đối với nam mệnh. Bạn sẽ thu hút sự chú ý của người khác phái, tạo ra nhiều cơ hội để lựa chọn đối tượng phù hợp. Các cặp đôi sẽ có cơ hội ngồi lại cùng nhau, thảo luận về những kế hoạch trong tương lai. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để phát triển mối quan hệ tình cảm vững chắc hơn. Quý nhân, Tuất, Dần, tiểu nhân, Tý, Mão. Màu sắc may mắn, vàng, đen. Con số may mắn, 12, 37, 69. Quý vị thân mến, tiếp theo đây là cách hóa giải vận hạn, giúp cô bác anh chị tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 chiêu tài đón lộc và làm giàu thành công đúng tháng 11 âm lịch 2024. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Theo sao chiếu mệnh, sao Thổ Tú. Thổ Tú là hung tinh, thường đem lại sự trở ngại, xung khắc, miệng tiếng thị phi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thư kiện. Xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Theo niên hạn, hạn Ngũ Mộ. Gặp hạn này chủ về hao tài, bất an, không nên tin người thái quá, không cho ai ngủ nhờ kẻo gặp tai bay dạ gió, mất mát tiền của, mua đồ cẩn thận kẻo mua phải hàng giả, tiền mất tật mang. Theo vận niên. Theo tử vi tuổi Ngọ 2024, bước sang năm con rồng, tuổi Mậu Ngọ nam mạng gặp vận niên Thố Lộng Nguyệt, tức là Thỏ dẫn trăng. Hình ảnh đầy vui tươi, thoải mái, báo hiệu một năm nhiều niềm vui, hạnh phúc, công danh sẽ toại, phỉ lòng chờ đợi bấy lâu. Về phương diện tình cảm, người vui cảnh cũng chiều lòng, thật là một bầu trời tươi đẹp, ước thì được, muốn thì thành, gia đình êm ấm, tình yêu toại nguyện, hỷ tính ngập tràn. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Thổ Tú bằng phong thủy. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng, để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo dây quanh. Tâm lý, việc hóa giải sao Thổ Tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách hóa giải hạn Ngũ Mộ năm 2024. Về công việc làm ăn, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa sản phẩm rõ ràng, không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng dòng lao lý khiến tiền mất tật mang. Về tài sản, tiền của nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn. Chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại. Tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Cảnh báo, hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm. Không may kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và người xung quanh. Đối với nữ mạng tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Theo sao chiếu mệnh, sao Dân Hán. Dân Hán là trung tinh, năm có sao này chiếu thì công việc làm ăn hay tiền bạc ở mức trung bình, không mất mát nhiều cũng không bị thua lỗ lớn. Bản mệnh cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, đề phòng vướng khẩu thiệt, kiện tụng. Về sức khỏe, đề phòng thương tật, gặp tai hình, sao này bất lợi nhất là vào các tháng 2, 8 âm lịch, nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Theo niên hạn, hạn Ngũ Mộ. Gặp hạn này chủ về hao tài, bất an,
không nên tin người Thái quá, không cho ai ngủ nhờ kẻo gặp tai bay dạ gió, mất mát tiền của. Mua đồ cẩn thận kẻo mua phải hàng giả, tiền mất tật mang. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Ngọ 2024, năm Giáp Thìn, tuổi Mậu Ngọ nữ mạng gặp vận niên Thố Lộng Nguyệt, tức là Thỏ dẫn trăng, hình ảnh đầy vui tươi, thoải mái, báo hiệu một năm nhiều niềm vui, hạnh phúc, công danh sẽ toại, phỉ lòng chờ đợi bấy lâu. Về phương diện tình cảm, người vui cảnh cũng chiều lòng, thật là một bầu trời tươi đẹp, ước thì được, muốn thì thành, gia đình êm ấm, tình yêu toại nguyện, hỷ tính ngập tràn. Cách quá giải vận hạn. Quá giải sao Dân Hán theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, Dân Hán hành quả, nên dùng hành thổ để tiết khí hành quả của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, hổ phách. Hạn chế mâu thuẫn, năm này bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào dòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Cách quá giải hạn ngũ mộ năm 2024. Về công việc làm ăn, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa sản phẩm rõ ràng. Không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng dòng lao lý khiến tiền mất tật mang. Về tài sản, tiền của nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn. Chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại. Tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Cảnh báo, hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm. Không may kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và người xung quanh. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.